ra các bạn. Hôm nay mình làm cái clip thay cái kính cam của con Xiaomi Mi A1 nha các bạn. Đây kính cam của khách xài bỏ chỗ này nha các bạn. Đây là kính cam mới bên mình này, để mình lấy ra cho các bạn xem. Đây kính cam mới mình. Con này mình thay kính cam không cần phải tháo máy nha các bạn. Mình để như này mình lấy kính cam cũ ra rồi mình dán lại luôn nha các bạn. Đầu tiên mình dùng cái máy khò, mình khò nhiệt á để cho keo của cái kính cam này nó mềm ra, để mình lấy ra cho nó dễ nha các bạn. Này các bạn nào khò nhớ khò nhiệt vừa phải thôi nha các bạn. Ấm ấm thôi, nhiệt không phải như vậy. Đây là mình đã tháo kính cam còn bên đây nữa. Vệ sinh sạch sẽ xung quanh rồi bắt đầu mình dán kính cam mới vô nha các bạn. Kính cam này bên mình có keo sẵn luôn nha các bạn. Thì các bạn nào khéo tay có thể xem clip này, có thể tự thay ở nhà luôn cũng được. Bên mình cũng có bán về nha các bạn. Dòng Xiaomi Mi A1 này bên mình màn hình hay mặt kính trước đều có đủ nha các bạn. Và vừa rồi mình đã thay cái mặt kính cam của máy này xong nha các bạn. Các bạn nào có nhu cầu các bạn hãy liên hệ bên mình nha. Chào tất cả các bạn.